Ok, chẳng ní cư chì mê riêng tí bốn tẹt tông tình năng property plan fitment intangible set ná, đài bắt đầu tự lưu impairment tẹt tông tình năng on cái hào thà phiếp on toy rồi bỏ PPE nè intangible set bản thân nó còn thân mê riêng tí ní nè cũng nâng phô cao bằng hai đợt bốn ở nhàng office score vay tới cho accounting change tí bí cứ error analysis tí bây cứ impairment ná. Anh chẳng tệ tông tên năng account thính chén ca plug đô cô plug đô cái nẹ cô ca cái nẹ này cứ bắt đầu từ lơ bay phục hết sống khăn nè tìm môi nữa cứ ca plug đô cô ca cái nẹ này account thính principal mình này tha ca quạt tra từ lơ ca group mình này tha thì họ ta ca plug đô vị trí xa đôi chỉ phải phô tờ chỉ lại phô tờ chỉ phải phô được có lại phô tờ chỉ every cost mà chỉ lại for every cost tới chỉ five for mà chỉ every cost anh em cái hào thà accounting change principle hãy tập tung tới estimate estimate cứ bắt đầu từ lơ cả plug đô cái hào thà cả pan smart ayu cả prapra thì họ đôi chỉ PPE mua chấm nón dương cầm nót thà ayu cả prapra vía sẽ gọi swing line vía miền địa về từ bốn pin chnam có một bốn chnam có một pram chnam rồi có cả plug đô tập tung cả pan smart từ lơ đồng lại cả sầm nón vía chúng ta pin liên từ tọt mỗi dương pan mỗi thà ba mà liên lại chân từ nâng hào thà estimate chúng nói tiếp cứ tập tung từ nâng error correction cứ cả cũng học công ở cả cái từ lực học công nó cũng cả tập trả nè nó về để ở cho pro bát cả đầu biên cũng học cái hào thang cũng học cái này cả là hai việc có ai chỉ tập quan từ năng accounting change cũng lại ok chẳng nói nông video ở thì mỗi nãy cô tôi cao bằng hai nãy ở sắm rap ở nhà đạt bàn chôm room riêng đạt thế hay bàn bạc chẳng này cô xong và chọc thằng nắng